Hàng trăm ngàn người đã tràn ra khắp các thành phố của Đức vào cuối tuần qua để phản đối hai hiệp định thương mại tự do xuyên đại Tây Dương là TTIP giữa châu Âu với Mỹ và một hiệp định kinh tế thương mại toàn diện CETA giữa châu Âu với Canada. Người dân biểu tình khắp Berlin, Frankfurt, Hamburg, Munich với khẩu hiệu vì một hiệp định thương mại thế giới công bằng. Theo ước tính có khoảng 320.000 người đã tham gia biểu tình, lực lượng cảnh sát đến kiểm soát tình hình ít hơn rất nhiều. Những người biểu tình cho biết họ lo ngại hai hiệp định này sẽ làm giảm chất lượng thị trường châu Âu nhiều người cũng cho biết không hoàn toàn phản đối các hiệp định này mà chỉ phản đối những điều kiện thiếu công bằng phía các doanh nghiệp tin rằng các hiệp định này sẽ có lợi cho cả đôi bên như giảm chi phí thuế quan vận chuyển